Ni đến hả cả nhà? Ghé mua ủng hộ chị Loan cả nhà ơi, ghé thắp nhang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chờ chút xíu chị đi xuống nha mọi người. Thành Mỹ đang ở phía bên trong mình chị ơi. Nay mấy cô cũng vừa mới vào thắp nhang á cả nhà. Hôm nay cũng là sinh nhật của Thành Mỹ nha cả nhà. Nay sinh nhật Mỹ à? Đúng rồi. Kìa Thành Mỹ ra, Thành Mỹ ra. Thành Mỹ ra kìa mọi người. Chúc mừng sinh nhật Thành Mỹ. Happy birthday Thành Mỹ. Rồi hôm nay sinh nhật của Thành Mỹ nha cả nhà. Hôm nay sinh nhật của Thành Mỹ nha mọi người. Đây, quay gần gần cho mọi người kia coi nè. Đó. Thành Mỹ thích thích bánh kem mà thích bông nè. Bây giờ lại bận công việc, tiếp tục chốt đơn của chú anh chị để không có sót đơn nào đó. Cái công việc chốt đơn nhiều khi mọi người nghĩ là nhẹ nhưng mà thật ra là nó cứ phải làm hoài, làm liên tục luôn á. Tại vì sơ xuất cái là nó trôi đơn, nó trôi đơn nhiều khi lộn. Đúng rồi, nó phải chết liên tục luôn, chết đơn liên tục. Dạ, chào các cô. Chào mấy cô nha. Chào YouTube nha. Dạ. Chào cô trong đời, khách ngoài nha. Mấy cô đâu đến mấy cô? Đồng Tháp. À, đồ Đồng Tháp lên cả nhà ơi. Quá quý luôn cả nhà. Hôm nay Đồng Tháp lên. Sáng là có ở Đồng Tháp nè, có Quầy Nghệ An nè. Chúng ta đến không có tiếng chị. Quý quá mà mấy cô tới là mấy cô xin phép qua bên đó thắp nhang cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trước. Đó, sau đó là mấy cô qua đây mua hàng ủng hộ chị Loan. Rất là quý tình cảm của tất cả cô chú dành cho phía gia đình. Thì hiện tại thì không phải Ni đến đó cô chú anh chị. Các fan cứ tưởng là Ni không à, nhưng mà không phải, đó khán giả đến mua hàng đó. Thì có rất là nhiều khán giả. Thì có hai cô từ Đồng Tháp cũng mới lên luôn. Từ Đồng Tháp lên để ghé mua ủng hộ Hồng Loan cô chú anh chị đó. Thì cô fan sẽ tiếp tục quay để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Bữa nay lại
thì cũng có hai khán giả từ Đồng Tháp đến ha, và Đồng Tháp cũng quê với anh Chánh của chú anh chị, cùng quê với anh Chánh đến mua đồ ủng hộ Hồng Loan. Chắc thương thương Hồng Loan khóc á. Ồ, thương Hồng Loan khóc hả? Đó, thấy không? Đó, mình không thấy rồi nhà ơi, trời ơi. Đó, rất là... Nãy mình nói với cô đang nhúng mắt, mình nghĩ là, chắc là nghĩ là bụi sao hay là khói đâu. Đó, ai cũng kể một cái câu chuyện của Hồng Loan làm gơ, rung động đó. Trong cảnh sát thì ngơ luôn cả nhà. Gà, cô khóc luôn gà, mấy người ơi. Chị Ngọc khóc luôn. Chị mua đồ hả chị? Chị dựng xe đi, chị vô để bạn em leo chạy lên luôn chị, em giữ xe cho rồi leo lên chạy luôn em. Ờ đúng rồi đó. Dạ. YouTube chị ơi. Quay luôn à. Để xuống rồi cả nhà. Xuống quá. Vừa mới đi học về. Xuống là dễ thương luôn nha cả nhà. Rồi cho chị vô đi mấy em. Này vắng á chị ơi. Đó thì cũng có rất đông khán giả đến mua ha cô chú anh chị. Rồi cho chị ra đi cả nhà ơi. Rồi cho chị ra nè. Nay thay đổi bàn thờ mới và nó khách rất đông luôn chị. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn cô. Thì video đến đây Phúc Phan cũng xin phép kết thúc ha cô chú anh chị. Phúc Phan xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Thì buổi sáng hôm nay là có rất là đông khán giả. Ngày hôm qua Má Tư Phúc Thanh cũng có đến thay một cái bàn thờ ông địa mới ha cô chú anh chị. Thì thay một cái bàn thờ mới thì hôm nay rất là đông khán giả đến luôn cô chú anh chị. Đó. Từ Đồng Tháp lên rồi từ Hoài Nghệ An vô nè. Rất là đông. Đó, rất là đông luôn cô chú anh chị. Thì Phúc Phan hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo của cô chú anh chị.